Trong chuyến công tác tại Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự lễ khánh thành nhà máy Hayat Kim Gia và khảo sát quy hoạch giao thông tại tỉnh này. Nhà máy có vốn đầu tư 250 triệu đô la Mỹ, được xây dựng tại khu công nghiệp Becamex Bình Phước. 4 năm qua, khu công nghiệp Becamex Bình Phước đã thu hút được 49 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trực tiếp đóng góp vào ngân sách hơn 1.700 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 6.000 lao động. Nhà máy vừa được khánh thành thuộc tập đoàn Hayat, nhà sản xuất tã trẻ em và khăn giấy lớn thứ 5 thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ, được kỳ vọng như một trụ cột chính, xuất khẩu khoảng 40% tổng công suất sang Thái Lan, Malaysia. Có thể nói sự có mặt của Hayat là minh chứng sống động, thuyết phục cho sự hấp dẫn của Bình Phước trong thu hút đầu tư đối với các tập đoàn sản xuất lớn trên thế giới. Rất là hoan nghênh các nhà đầu tư đã tìm đến Bình Phước để đầu tư. Thì đề nghị là góp phần vào đào tạo cái nguồn nhân lực của Việt Nam, góp phần vào cái huy động nguồn lực vốn và tài chính cho Việt Nam. Cái thứ ba là góp phần vào huy động cái công nghệ cao để khai thác hiệu quả, tăng năng suất lao động. Thủ tướng nhận định tỉnh Bình Phước có điều kiện tương đối tốt, nhất là về công nghiệp, nhưng vẫn chưa phát triển tương xứng với điều kiện tiềm năng. Đồng thời đề nghị Bình Phước cần làm công tác quy hoạch, xây dựng nhân lực, quản trị và bảo vệ môi trường tốt hơn.